mình cùng ha. Phải ha. Chào con nha. Đứng này đi các bạn ơi. Được một con mèo thì cô Phượng đã chuẩn bị một hai hình vuông
một hình vuông to để cô vượng gấp thân con mèo và một hình vuông nhỏ để cô vượng gấp đầu con mèo. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn giúp mình gấp đầu con mèo trước. Để gấp đầu con mèo trước, cô Phượng sẽ gấp đôi hình vuông lại. Đây, hai cái đầu góc nhọn này trùng khít với nhau. Đây, cô đặt ra hai đầu góc nhọn trùng khít với nhau. Và cô lấy tay giữ này, rồi một tay cô miết để tạo hình nhé. Đây, gấp từ một hình vuông tạo thành hình gì đấy là con? Sau khi cô tạo thành hình tam giác xong, cô lại gấp đôi lại thành một hình. Đây, cô đã tạo thành một hình tam giác nhỏ hơn. Rồi sau khi đã tạo thành một hình tam giác nhỏ hơn, cô Phượng sẽ mở ra và gập hai bên góc nhọn vào trong đường giữa. Đây, cô sẽ gập hai bên góc nhọn vào giữa. Cô sẽ miết để tạo thành nếp. Chúng mình nhớ nhé, khi gập chúng mình phải dùng tay chúng mình miết để tạo thành nếp thì con mèo của các chúng mình của các con mới đẹp được. Sau khi gặp xong, cô đã tạo thành một hình gì đây nhỉ? Một hình vuông nhỏ hơn đúng không nhỉ? Từ một hình vuông nhỏ hơn này, cô Phượng sẽ bỏ cho hai cái góc nhọn vừa gấp xuống này. Cô Phượng sẽ gấp lên trên để tạo thành gì nhỉ? Hai con mèo. Đây, cô miết này, cô gấp này và cô miết này. Rồi sau đó hai góc nhọn trên và góc nhọn dưới, cô Phượng sẽ gấp vào bên trong để tạo thành hai con mèo. Mình nhớ nhá, mình gấp, mình miết vào tạo thành nếp thì con mèo của chúng mình mới đẹp được. Và cô đã hoàn thành xong cái đầu con mèo rồi. Thế nhìn thấy có đẹp không? Và đây là hình vuông to, cô còn dùng sẽ gấp thân con mèo. Cô còn cũng sẽ gấp chéo, gấp đôi hình vuông ạ. Để tạo thành một hình gì đây? Một hình tam giác đúng không nhỉ? Và từ hình tam giác này cô Phượng lại mở ra này và cùng từ hai bên góc này, hai bên góc liền kề của đường giữa này, cô Phượng sẽ gấp hai bên vào này. Đấy. Chúng mình nhớ nhá, chúng mình phải biết để tạo thành nếp thì con mèo của chúng mình mới đẹp được. Một hình như này này. Sau đó cái phần hình tam giác ở dưới này cô Phượng sẽ gấp lên. À, và tạo thành một hình gì đây? Một hình tam giác. Mình nhớ lấy hình vuông nhỏ để gập đầu mèo, hình vuông to để gập thân mèo. Và khi gấp thì chúng mình phải làm sao nhỉ? Nhớ mình kỹ năng làm sao nhỉ? Gấp miết để tạo thành nếp thì con mèo của chúng mình mới đẹp đấy. Vậy chúng mình đã sẵn sàng để gấp và dán con mèo giống như cô không? Bây giờ cô mời chúng mình nhẹ nhàng về chỗ ngồi và chúng mình gấp những con mèo thật đẹp xinh xinh nhá. Chân B nào, chân B thích phải bạn nào nào?
gấp con mèo giống mẫu của cô này, như bạn Thu Quyên này, bạn ấy gấp con mèo này rất là đáng yêu luôn. Đấy, nhìn này, mắt mũi bạn ấy vẽ cực kỳ xinh luôn. Đấy, rồi bạn Phương Anh này, đây bạn ấy gấp và dán con mèo này, bạn ấy rất là sáng tạo này, bạn ấy còn chấm thêm màu vào đây để cho con mèo này là những mèo quang này cực kỳ đáng yêu này, chúng mình nhìn rõ không? Đấy, đây cũng rất nhiều bài này bạn. Bạn Minh Anh này, đấy. Bạn Phùng Nhật Minh này, một con mèo cực kỳ đáng yêu luôn này. Rồi, đây. Con bài của bạn. Đây là bạn là... À, đấy này. Đấy, bạn Hà có con mèo cũng rất là đẹp này. Bạn Nguyên Linh này. Bạn Khánh Hương này, đấy, bạn gấp con mèo rất là đẹp này. Ồ, đúng bạn này. Bạn khác, bài của bạn nào đấy nhở? Bạn Hoàng Hải đúng không nhở? Đấy, bạn Hoàng Hải gấp con mèo rất là đẹp này, rất là giống mẫu của cô này. Đấy, đây là bạn Bảo Linh này. Đây, bạn Bảo Linh, bạn gấp con mèo này, bạn còn chấm để cho con mèo có nhiều màu sắc nữa đấy. Đấy, còn đây là bài của bạn Nhật Linh. Bài của bạn Nhật Linh cũng bài của bạn Nhật Linh này cũng rất là nhiều màu sắc này, đẹp này, góc con mèo vào rồi.